Tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một bản nhạc được thành lập chỉ cách đây 1 giờ và 30 phút. Xin giới thiệu vocal chính của chương trình, ca sĩ Bích Phương. Xin giới thiệu visual chính của buổi tối hôm nay, ca sĩ Lệ Diệp Thúy Ngân. Khi vô của chương trình buổi tối ngày hôm nay đó là ST Sơn Thạch. Còn tôi là tay trống đụng đau đập đó buổi tối ngày hôm nay. Mời vỗ tay nào ông Việt. Hay quá. Cố lên. Cố lên. Không nha, không nha. Hợp quá à, đòi bạn hát mình hồi hộp quá. Ok, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Cùng anh băng qua bao đoạn riêng, cùng anh đi gặp ngàn con đường. Cùng anh băng qua bao đoạn riêng, cùng anh đi gặp ngàn con đường. Phiêu lãng như anh mây trời, xanh ngát như giấc mơ tan. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa xanh ngời, vẫn mong cùng người bước qua. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng làm mất nhau sợ mai về đâu. Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi, để nhìn dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm. Muôn trùng thơ, cùng anh lớn qua muôn trùng thơ, cùng anh đi tận cùng chân trời, ôm ấp những giấc mơ dài, đi tới không trốn xa xôi. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời, vẫn mong mọi lo lắng nhẹ như máy bay. Xiết môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp. Cùng anh, 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 cùng anh. Từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý anh sống thì em thường để ý. Nhưng ông nội em là người có tính. Nhưng ông nội em là người có tính. Lại. Chủ nhà. Hey. Yeah. Chưa kịp thuộc luôn. Từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý anh sống nên thiệt ba em vừa lòng mẹ em vừa ý. Từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý anh sống nên thiệt ba em vừa lòng mẹ em vừa ý. Ông nội em là người có tính lại thích ngà ngà anh chặt cái hà anh sáng làm tí. Để xin nội chú yêu cùng em anh sẽ xiết đôi em thật chặt đóng hạnh phúc cho ông nội xem. Cuộc sống không công hồng luôn bu sẽ con ngồi những điều bỡ ngỡ. Ông nội cho em cùng đã lỡ qua sân năm để có thằng cu. Nắm tay em chặt
Yeah. Ông nội ơi, ông nội đây. Từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý, anh sống hương thiện, ba em vừa lòng, mẹ em vừa ý. Ông nội em là người khó tính lại thích ngà ngà, anh chẳng nề hà nên sang làm tí, chỉ xin nội cho đi cùng em. Anh sẽ siết môi em thật chặt, sống hạnh phúc cho ông nội xem. Cuộc sống không còn lu bu, sẽ không còn những điều bỡ ngỡ. Nội không cho em cũng đã lớn, và sang năm đẻ một thằng cu. Nội ơi, ông nội ơi, ông nội ơi. Trời, nó bẻ cây của chương trình luôn. Nó bẻ cây của chương trình luôn. Quá trời quá đất. Thưa quý vị, có thể không hay nhưng mà làm chương trình nóng lên chưa ạ? Vỗ tay nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tuyệt vời. Chúng ta xếp hàng chào cái nào. 1, 2, 3, chào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một đêm diễn gọi là cực cháy. Và cái cháy nhất không phải là chúng ta mà đó chính là khán giả. Dạ. Phải đỉnh. Chưa bao giờ mà diễn ở đâu mà anh luôn tự tin ở quê hương mình. Khán giả trời ơi nồng nhiệt mà yêu thương mà tử tế. À dễ thương mà kiểu mọi người cũng lịch sự ấy, mọi người không. Ủa trời. Mọi người rất là lịch sự. Thành phố lớn mà. Vâng. Này có một bạn rất là dễ thương là cầm cái điện thoại này, cái mỗi người nghệ sĩ qua bạn giơ tay là mình xin đập á. Có, em có thế bạn, em cũng đập tay với bạn. Dễ thương. ST thấy sao ạ? Khách mời thấy sao ạ? ST đến Đà Nẵng rất nhiều rồi. Lần nào thì diễn cũng khán giả Đà Nẵng cũng rất là nhiệt huyết. Nhưng mà lần này thì cảm thấy là chưa có ăn được hết tất cả những cái món đặc sản của Đà Nẵng. Mà hồi nãy mình ngồi trên xe mình cứ nói về những cái món ăn đó, ST cảm thấy hơi tiếc. Thèm. Hơi thèm. Thèm thuộc. Đó. Chúng tôi đang hỏi khán giả cho mình hỏi về cái bụng bao tử của bạn ạ. Cả Như thấy sao ạ? Em luôn rất là thích những cái buổi mà những cái đêm nhạc như thế này. Nó không phải là một cái chương trình thật sự quá lớn để cho mọi người phải mua vé. Em thích phục vụ bà con như vậy và nhìn thấy được người ta thương mình á. Nhìn thấy là mình lại có thêm cái động lực để mà mình có mệt đi chăng nữa thì mình cũng sẽ ráng để mà mang lại cho người ta cái năng lượng cũng như là cái niềm vui. Em cảm thấy rất là thích. Wow, thật sâu sắc mà cho phát tay Cả Như ạ. Năng lượng mà sao trả lời yếu xìu vậy? Tại vì tụt máu. Có nhiều người nghĩ là như này là không tốn tiền và không tốn vé thì người ta sẽ đi xem đông, không có đâu. Tất nhiên sẽ xem đông đúng không ạ? Không người có sẽ nghĩ vậy không? Không ý có. Là mọi người đúng hay nghĩ vậy. Tại vì anh đã từng chứng kiến rất nhiều luôn và anh cũng đã từng trải nghiệm như vậy. Với lại nó có một điều nữa nè. Có nhiều nghĩ rằng là mình sẽ làm nhiều sản phẩm gọi là không tốn tiền trên mạng xã hội đó. Thì đúng cũng sẽ rồi. Có nhiều người xem nha. Không có. Tới với khán giả bây giờ mà không chỉnh chu, không tử tế là không bao giờ họ xem. Tại vì cuộc sống bây giờ người ta cần những điều tử tế hơn là những điều tiêu cực. Cho nên là mình làm một đêm diễn của mình, nói thật luôn, mình không dám nói mình hay. Mình cũng chả có gì hay. Nhưng mình làm đổ mồ hôi sôi nước mắt. Rồi cũng tập giờ. Mình làm bằng cả mạng sống của Lâm. Nói như vậy. Em hay nói rồi. Trời ơi. Đấy em hát bằng cả tính mạng. Thì đúng rồi. Cho nên mình làm bằng trái tim thì nó đến trái tim như anh hay thường nói. Làm chân thành thì, mà chân thành thì không giả được. Mà khán giả thì quá tuyệt vời, mình làm họ chứ trời, khán giả bây giờ cái gì không biết, họ hiểu được mình đang làm gì hết. Các anh chị trên xe thân mến, mấy anh quay phim thân mến luôn, thực ra là khán giả cũng yêu thương mình vời vợi đó chứ không phải là ít đâu. Dạ. Yeah. Tại vì anh em mình cũng chưa có nhiều cái tốt, chưa có giỏi hơn nên mình sẽ cố gắng giỏi hơn, và khán giả nhìn thấy sự tiến bộ của mình mỗi ngày thì họ sẽ yêu thương mình nhiều. Nhưng mà hôm nay em muốn gửi một lời cảm ơn đến chị Như, bởi vì chị đã hát rất tốt, thật sự luôn. Chị hát quá đỉnh. Ủa cậu nói vậy giống như là Phương bên tôi hát không tốt vậy? Không phải. Ủa Phương cô ca sĩ mà sao so sánh vậy em? Quên, trời anh lỗi. Nhưng em có một ca sĩ Isaac nhưng mà lại đi đánh đờn. Ủa thì tôi phải nhường đất cho mọi người chứ giờ tôi hát là chuyện bình thường. Bắt buộc mà. Chị Như hát hay quá.
quá hay. Để tôi diễn hồi nào có trời. Không. Để tôi diễn không có diễn chứ. Tôi thật sự là tôi. Không. Không, Lê Dương Bảo Lâm mua lửa tuyệt vời và đúng bạn Negriper cũng đọc rap thật cháy. Thật và... cháy. Tôi muốn tôn vinh người mà từ đầu mùa đến giờ thật ra là chúng ta đều biết là cố gắng rất là nhiều, kèm luôn cả cả sự hy sinh nữa, đó chính là Lê Dương Bảo Lâm. Hóa tay cho Lê Dương Bảo Lâm đi ạ. Thằng con sẽ ngại. Phun lửa rất luôn lăn xả cho mọi trường hợp. Chuẩn bị trước, nãy là lấy cái móc cắt ra. Phải đi mua rồi hả? Xong rồi mua bông gòn. Chữa cháy. Rồi đó, rồi chỉ rồi quấn lại. Mà lúc mà tập á là chỉ tập đơn giản tập thôi, cũng chưa nghĩ ra cái gì. Xong tập chút cái nghĩ ra chuyện bạn đọc rap. Rồi xe đạp, xe ô. Rồi xong mày dàn cảnh tiểu phẩm. Trời ơi. Quá đỉnh. Không nha, nên ghép là phải bái anh Giang làm sư phụ này nha. Anh ghép cho một tiếng. Một đoàn giang mắng luôn. Rồi, mai mốt chương trình chiếu đi, hãy coi cái lúc tôi tập. Nếu như nói cảm ơn thì phải cảm ơn hả những người trong team tôi. Một diễn viên Hà mà đi biết rap rất đỉnh nè. Một ca sĩ hát một bài mới, ca sĩ mà để hát bài người khác không rất là khó. Đúng nha. Mỗi người đóng góp một phần vào tiết mục. Bích Phương á vừa có câu đầu tiên là nổi da gà nha, quá hay. Nếu như nó thổi một cái hồn, thổi một cái hồn mới cho bài hát vậy đó. Rồi cái người xuất sắc nữa lắm không, đó chính là cái màn tung hứng của ST với Thúy Ngân. Bản xuất sắc nha. Ôi em sợ lắm chứ bộ, em đâu có khiếu năng khiếu nhảy đâu. Em mà không có cái đó là tôi nói em nhục nhã luôn. Trời ơi, hát quá. Chết luôn em. Mọi người là phải nghĩ là ai cũng phải duyên dáng, nhưng mà thật sự nha, ở trong một cái team á, giống như cả ngay cả nhóm nhạc đi thì cũng sẽ có hả main vocal, main dancer, rồi leader, rồi visual. Anh Giang giới thiệu em là visual. Em nghĩ là Ngân là visual của cái team này. Đúng rồi. Mà chị Phương gì nè, lúc tập là chị Phương Ngân nên đừng hát lớn rồi chị bị lạc nhịp. Chị không hát được nên em chỉ hát hơi gió. Còn như chị hát lớn lên. Anh Giang xin gom mà hả, y chang nha xin gom. Mà trật tới trật lui, mà sắm tuồng cho cố cái đầu rồi ra là điểm nhấn liền. Đúng thật sự nha. Ngân chắc đột phá lắm, nó hát thật hay. Còn làm bới cái đầu cho giữ vô, đánh môi. Ôi, bới tóc vừa làm quần làm áo giữ lên cẩm piro xa tám nước gì nè. Nói chung vậy là con cố gắng rồi. Vâng, cái này bỏ đây làm gì tán lợi đó. Đây đi đi đi. Ủa, tuyệt vời.